Chiều ngày 26 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp trực tuyến giao ban công tác phòng chống dịch trên địa bàn với 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng nhanh trở lại trên địa bàn cả nước. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tính từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 8, có 1.114 ca mắc mới, tăng 258 ca so với tuần trước. Trong đó 78 ca nặng, cần hỗ trợ hô hấp, 15 ca thở máy và 1 ca lọc máu. Lũy kế tính đến tuần 34, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 18 ca tử vong do sốt xuất huyết, 2.649 ổ dịch sốt xuất huyết tích lũy, trong đó có 616 ổ dịch đang theo dõi và 2.033 ổ dịch đã kết thúc. Về tiêm vaccine COVID-19, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt lo lắng khi cho biết, trong tuần 33 và 34, tỷ lệ tiêm chủng cho các đối tượng thuộc diện tiêm chủng trên địa bàn thành phố giảm mạnh. Cụ thể, mũi 4 từ 18 tuổi trở lên, thành phố mới đạt 48,7%, trong khi tỷ lệ này của cả nước đạt 70,2%. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng dẫn chứng, số quận huyện đạt tỷ lệ tiêm chủng thấp như quận 10 mới tiêm được cho 45 trẻ mũi 2 và 817 trẻ mũi 3, quận Phú Nhuận 147 mũi 2 và 916 mũi 3, quận 3 56 mũi 2 và 390 mũi 3. Bác sĩ Tăng Chí Thượng khuyến cáo, trong 15 ca mắc COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh đang phải thở máy, tất cả đều nằm trong nhóm nguy cơ cao, cộng với số người mắc COVID-19 mới mỗi ngày lên tới hàng trăm ca. Qua điều tra cho thấy đa số chưa tiêm mũi nhắc lại hoặc mũi ba. Đây là thực trạng đáng báo động. Ông nhấn mạnh, vũ khí quan trọng nhất, quyết định nhất trong phòng chống dịch COVID-19 vẫn là vận động người dân đi tiêm vaccine COVID-19. Các địa phương ngành giáo dục tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác trước dịch bệnh bởi hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở tình trạng dịch chồng dịch.